Thì bây giờ quay trở lại vấn đề mà tôi đang bàn với các bạn. Rõ ràng ấy, cái hàm mục tiêu á là bạn phải đi theo cái hướng bốn mục tiêu đó. Còn bốn mục tiêu đó đến đó thì nó lệ thuộc vào nguồn lực của mình. Phần nguồn lực chúng ta chưa nói, nhưng chắc chắn là nó đi theo hướng đó. Đúng không? Sức khỏe, gia đình, sự nghiệp và cuối cùng là gì ạ? Bạn bè. Và trong sự nghiệp thì nó có cái làm cho mình, đó là tiền, đó là làm giàu chính đáng. Có đúng không ạ? Đâu có xấu. Và bạn phải chia sẻ trách nhiệm với xã hội nữa. Đằng này lại đi trốn thuế, đằng này đi lừa lọc người ta mà hai đứa lại khen nhau cái hành vi đó. Không thể chấp nhận được. Đúng không ạ? Mà không có bạn bè thì coi như bạn cuộc sống thì không nên sống nữa rồi. Cho nên bốn cái biến đó. Rồi. Thế bây giờ lịch sử nó chứng minh dùng công cụ nào để đạt được cái mục tiêu đó thì bạn tha hồ chọn, ác cũng được, thiện cũng được, cái gì cũng được. Đấy là quan điểm của bạn. Nhưng mà lịch sử nó chứng minh rằng là bạn chỉ có thể dùng ba công cụ sau đây thôi. Công cụ số 1 đó là năng lực làm việc. Như vậy năng lực làm việc chính là cái việc thầy cô đang trang bị cho bạn kiến thức. Năng lực làm việc là kiến thức cộng với kinh nghiệm. Các bạn ạ, hai cái đó nó tạo nên cái phần cứng, nó tạo nên cái để bạn đạt mục tiêu. Chứ bạn mà đi cửa sau là chết. Vì cửa chính, chức năng của nó là cửa chính. Cửa phụ là chức năng là cửa phụ. Khi cháy bạn thì cháy. Vậy thì ở cuộc đời có ai giúp mình, em không chê. Rất cảm kích về tấm lòng đó. Nhận, xin nhận. Đấy là cửa phụ. Nhưng tôi không lấy cửa phụ làm cửa chính. Bạn mà lấy là cửa phụ làm cửa chính, bạn sẽ giải quyết được vấn đề chiến thuật. Nhưng chắc chắn về chiến lược là bạn thua. Tôi có thể kể một loạt. Từ Gaddafi 42 năm cầm quyền thì đến những năm sau là anh thất bại. Mặc dù những năm đầu anh mang lại. Các bạn ạ, cho nên ở đây bạn phải dùng đến cái khả năng làm việc. Vậy thì cái tuổi các bạn ấy đang ở giai đoạn tích lũy kiến thức để tạo ra cái gì ạ? Năng lực làm việc là công cụ để đạt cái này. Hay nói khác đi, bạn không có kiến thức, bạn không làm được đâu. Bạn có kinh nghiệm, mà không có kiến thức, bạn thua ngay. Mà có kiến thức thì phải tăng thêm phần kinh nghiệm nữa. Ở các nước khi tuyển người á, của tôi chuyên đi tuyển này. Ví dụ, bạn có 6 năm kinh nghiệm, thì người ta quy bằng một cái bằng đại học. Chứ không có nghĩa là chỉ có bằng đại học người ta mới nhận. Đấy. Hai cái đó tạo nên năng lực, khả năng làm việc để đạt mục tiêu cuộc đời. Cho nên là bạn phải học thôi, bạn nín lại. Tôi đi làm thêm được 1 tháng 1 triệu thì tôi ăn cơm suốt thời sinh viên. Còn tôi không đi làm thêm thì tôi ăn chỉ có mì gói thôi. Nhưng mà tôi đâm vào tôi học để tôi đạt mục tiêu của tôi thì ra trường là tôi ăn yến suốt đời. Còn cái anh kia cũng chỉ ăn cơm suốt đời, tùy bạn chọn. Đấy. Cho nên chưa chắc làm thêm nó là hay. Nhưng ở một hoàn cảnh nào đó thì bạn phải làm, tôi không phản đối. Nhưng mà đi làm thêm bên ngoài bạn phải tính toán. Đúng không? Bởi vì bạn học là bạn nâng cao cái lao động phức tạp lên. Mà lao động phức tạp chính là sự nhân bội của lao động giản đơn. Ra trường phải trả tôi đấy 5-6 ngàn đô một tháng chứ. Có gì ạ? Đấy là tôi làm công. Còn sau này tôi làm chủ thì không có cái mức nào cả. Tại sao lại chấp nhận lương 500 đô mà đã hoành tráng ta? Tại sao lại không đặt vấn đề thêm 2 số 0 nữa? Có đúng không? Làm được hết. Nhưng bạn thấy rằng là khả năng làm việc là tuổi các bạn là đang giai đoạn đó. Thì đấy chính là lịch sử nó chứng minh rằng chỉ có thể đạt mục tiêu bằng cái đó bền chắc và tạo nên cái hình kim tự tháp là hình vững chãi nhất trong mọi hình. Còn nhiều bạn bây giờ lại tạo đời mình theo cái hình kim tự tháp ngược. Nó cứ trông tranh thế này. Cực kỳ nguy hiểm. Đúng không? Cho nên tập trung vào học đi các bạn ơi. Hoàn toàn không phải là luân lý. Bạn nghiến răng lại, đời em bây giờ là kiến, cá cứ ăn kiến đi, sẽ đến lúc kiến ăn cá. Phải tâm niệm cái điều đó là bạn thành công. Đúng chưa nào? Thế mà tuổi các bạn thì nó lại kèm theo một cái tuổi mà đang ở giai đoạn rất là khó, cho nên là bạn phải cố nhé. Vì tuổi 15 đến 18 nó gọi là tuổi đứng cửa sổ, mơ mơ màng màng, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Còn tuổi các bạn là từ 18 đến 25, nó gọi là tuổi khẳng định mình. Cái tuổi có thể nói là kinh hoàng nhất trong cuộc đời này. Vì cái tuổi này nó tạo đến cái bản lề. Các bạn đầy sức trẻ, đầy kiến thức mới. Nó như cái tấm gỗ lim,
Nhưng mà gỗ lim mà thiếu cái bản lề không bao giờ là cánh cửa được. Cho nên cái tuổi này là tích lũy lượng, tạo cái năng lực làm việc để đạt cái mục tiêu này. Bạn mà có chiến lược là bạn ăn, nghiến răng lại, thua thiệt, chấp nhận thua, thua để nó không khó mà. Tại sao lại cứ phải đánh đu vào những cái chuyện linh tinh ấy, đúng không? Tập trung lại. Vậy thì các bạn thấy cái tuổi này là cái tuổi tạo bản lề, tạo lượng. Bạn cứ học, rồi bạn tham gia học đường, rồi tham gia lớp ngoại ngữ tối. Bạn tích lũy, tích lũy, tích lũy thì theo nguyên tắc của Marx, đúng không? Lượng nó đổi đến cái điểm độ nào đó, nhảy bốc phát sang chất mới. Thế xong tự nhiên bạn khác lúc nào bạn không biết cơ. Xong vào cuộc họp ở cơ quan, sếp nói, bắt đầu mình phát biểu, bang 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 bang. Mẹ, cả mọi người kính phục, về nhà vắt tay chán, công nhận mình vĩ đại ghê. Vĩ đại là vì nó đã chuyển về chất rồi đấy. Nó chuyển về chất rồi đấy. Cho nên là công cụ để đạt mục tiêu, không thể bỏ công cụ đầu tiên được. Đó là công cụ cửa chính, công cụ khả năng làm việc, đúng không? Vậy thì bạn trau dồi lên, khôn ngoan lên. 4 năm mà bạn biết cách học ra trường, chắc chắn thành yêu tinh yêu quái, chứ không phải là người bình thường, tôi khẳng định. Nhưng mà phải chơi cụ thể nhé. Xuất khẩu lạm phát là gì? Nhập khẩu suy thoái là gì? Đòn bẩy tài chính là gì? Không được lơ mơ ở đấy. Mà bây giờ mình đang sập bẫy đây, mình phải gỡ cái bẫy ra. Bẫy tái nghèo, nghèo đã kinh, tái kinh hơn nhiều. Nghiện, tái nghiện kinh hơn nhiều. Lấy chồng, tái hôn nó kinh hơn nhiều. Đó. Thấy chưa nào? Vậy thì công cụ đầu tiên nhá. Tại sao tôi tốc độ tôi đi rất chậm, tôi nói rất nhiều nhưng mà tốc độ chậm là vì cái buổi hôm nay không tham vọng được, nhưng tạo cho bạn cái cách nhìn là ăn. Bởi vì năng lực của các bạn dư sức để làm việc đó. Đừng có quá chi tiết cầm tay chỉ việc, mà ở đây là người ta tạo ra một cái luồng tư tưởng. Thì đấy là ý đồ của tôi. Chứ còn bây giờ dạy các bạn cầm tay chỉ việc thì quá là coi thường các bạn. Không phải, ông khỏi cần. Ông chỉ cho tôi cái phương hướng thôi, để tôi làm Rony. Và Rony vào sân một cái, chỉ cần tư tưởng của huấn luyện viên thôi, còn lối đá để tôi. Và kết quả nó khuynh đảo nước Anh, mang lại dạng danh nước Anh chỉ vì một anh chàng 19 tuổi. Tại sao chúng ta không làm được? Là vì từ thuở giờ là chúng ta thấy rằng là chức năng của tay là cầm, chức năng của chân là đi, còn chức năng của não không bộ phận nào thừa cả, là để nghĩ. Và rất nhiều bạn là sinh ra cái não nhưng lại tạo ra cái năng lực chấp hành. Các bạn ạ, không, não không phải là để chấp hành, não là để nghĩ. 20.000 cử nhân IT của Microsoft là 20 kẻ nghĩ liên tục. Cho nên đời điện thoại ra liên tục, phần mềm ra liên tục, chóng mặt luôn. Con của mình chứ. Các bạn đi Đà Nẵng, các bạn đi Huế, các bạn đi Vũng Tàu. Tôi đi 30 năm tôi không mua được cái gì về tặng vợ. Cả 30 năm lúc nào đồ souvenir chỉ có mỗi lấy cái dây xong xỏ mấy con ốc xong đeo vào cổ. Không ai nghĩ cả. Thế là du lịch làm sao phát triển được? Tôi nói thiệt các bạn, kết quả là 30 năm ấy, cách đây 30 năm thì đeo cái vòng cổ ở đây đi nghênh ngang ở ngoài bờ hồ thì cũng được. Còn bây giờ mà đeo nó đưa thẳng về châu quỷ chúng mình. Các bạn có đúng không? Phải nghĩ đi, phải nghĩ đi. Cho nên là lúc tôi học của một ông thầy, ông ấy tạo cho tôi năm 94. Ông ấy dạy cái gì cũng hay, tôi bảo ông dạy hay quá trời, người nước ngoài mà. Bây giờ tóm lại cái hay nhất là cái gì? Ông bảo em hãy trả cái đầu em về vị trí của cái đầu em, tự nhiên nó thành công. Và thú thực tôi có một chút thành công là nhờ ông thầy đó. Và tôi trả cái vị trí, cái đầu tôi về vị trí của cái đầu tôi. Tôi làm theo ý chí của tôi, vì buổi tối và chủ nhật là của tôi, miễn sao tuân thủ luật pháp là được. Chứ tôi đâu có phải chịu sự quản lý của ông sếp trực tiếp của tôi, vì ngoài giờ là của tôi. Và từ khi mà tôi làm theo ý chí của tôi thì từ kinh tế cho đến hiểu biết nó tăng rất nhiều. Hãy trả cái đầu về vị trí cái đầu. Đó chính là năng lực làm việc. Và tuyệt đối bạn phải hiểu, không ai là không có tài trong cái lớp này cả. Tí chúng ta sẽ phát hiện cái tài của mình. Làm gì có chuyện. Cho nên ở đây bạn phải tin vào cái điều đó. Bạn làm một cái việc thật lớn, thật lớn. Hoặc là bạn làm một cái việc thật nhỏ nhưng với niềm đam mê thật lớn, bạn sẽ an toàn. Vấn đề không còn là khẩu hiệu nữa. Bởi vì tính tôi là cụ thể, đen là đen, trắng là trắng, chứ tôi không nói khẩu hiệu. Biến cái đó thành hành vi đi. Vậy để đạt mục tiêu người ta phải dùng khả năng. Thế thì tuổi từ 25, 18, 25 là tuổi bản lề. Tuổi này nam là hung hăng, dễ bị kích động. Bạn trai mà chở bạn gái thế này,
Mà đang chạy thế này bạn gái bấm bụng, anh đi chậm thế là chơi ngút cần câu tơ vét. Đấy, cái tính khẳng định nó kinh khủng, sai lầm nói cho nó. Đúng không? Kiểm soát lại, kiểm soát lại. Cho nên tai nạn nhiều nhất ở ngoài đường bây giờ là đa số là ở cái tuổi 18-25. Mà chủ yếu là do cái đứa ngồi sau chứ không phải cái thằng. Thấy không? Còn cái tuổi này ở nữ thì nữ lại khẳng định bằng cách khác. Nữ khẳng định bằng cái giác quan 6 cực kỳ phát triển. Sau đó lớn lên, tuổi đời lớn lên thì người phụ nữ cái giác quan 6 nó bị chặt lại. Cho nên tuổi các bạn mà vào những cơ quan dịch vụ á, chắc chắn là bọn tôi sẽ đẩy xuống tầng trệt, tầng một đấy, để giao tiếp với khách, để tận dụng cái tuổi trẻ và nhạy cảm của bạn. Còn nếu không thì ấn vào cái phòng phỏng vấn ấy, phòng interview ấy, để đánh giá xem lòng người thế nào. Chỉ có các bạn gái ở tuổi này đánh giá mới chính xác, không cần bằng chứng luôn. Em cảm thấy thằng này nó thế nào, đã cảm thấy là chính xác.